Thưa quý vị, chiều nay ngày 6 tháng 3 tại Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự và phát biểu chào mừng hội nghị. Phát biểu chào mừng hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng bày tỏ niềm vui mừng khi thành phố Đà Nẵng được lựa chọn đăng cai tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Cho rằng đây là sự động viên rất lớn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các tỉnh thành bạn đối với thành phố Đà Nẵng, nhất là trong thời điểm cả nước đang khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã hội. Trong hơn 2 năm vừa qua, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng được sự hỗ trợ của Trung ương, sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, hưởng ứng và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân thành phố. Trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc ban hành các chính sách và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trong phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, thành phố Đà Nẵng đã vượt qua khó khăn thách thức và kiểm soát được dịch bệnh và đang từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 với việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận phường và bước đầu đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, thủ tục hành chính được cắt giảm và tăng tính chủ động trong hoạt động điều hành của chính quyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp quận phường và nâng cao được hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Hội nghị ngày hôm nay là cơ hội quý báu để Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc miền Trung Tây Nguyên phản ánh những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của mình đến các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời cũng là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về hoạt động giữa cơ quan dân cử trung ương và địa phương, nhất là trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân, tại hội nghị này, các đại biểu dành thời gian thảo luận đi sâu vào 3 vấn đề chính có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong bối cảnh hiện nay. Vấn đề 1, kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh về các vấn đề giải trình của các cơ quan tổ chức cá nhân theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục, cũng như chia sẻ những mô hình, cách làm hay, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Vấn đề 2, việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Và vấn đề 3 là chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân. Hội nghị cũng thống nhất rằng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về hoạt động giữa cơ quan dân cử trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đổi mới về chương trình xây dựng nghị quyết, tăng cường tính chủ động của Hội đồng Nhân dân trong việc ban hành nghị quyết để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội đảng các cấp và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, giải quyết được những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm.